Bánh mì bơ tỏi phô mai. Một loại bánh hẳn là không còn xa lạ gì với các bạn trẻ nữa rồi nhỉ. Loại bánh tròn siêu cute và béo ngậy này đến từ đất nước Hàn Quốc, nơi sản sinh ra toàn những trào lưu ăn uống cực hay ho, thú vị mà lại đặc biệt ngon luôn. Với những nguyên liệu dễ dàng tìm mua, các bạn chỉ cần một công thức chuẩn nữa thôi là không cần tốn tiền gọi ship nữa. Và hôm nay chúng mình xin chia sẻ với các bạn công thức siêu chuẩn đến từ đầu bếp của mâm nhà nhé. Về phần nguyên liệu cho món bánh này thì các bạn cần chuẩn bị mật ong, sữa đặc, tỏi, một ít muối, sữa tươi, bơ, bột mì, một quả trứng gà và 10g lá parsley khô. Cùng bắt tay vào làm thôi nhé. Đầu tiên, bạn đổ 125g bột mì lên mặt bàn, thì chúng ta sẽ nhào bột ở mặt bàn luôn, nên các bạn nhớ vệ sinh mặt bàn sạch sẽ trước khi bắt đầu nhé. Sau khi đổ bột mì vào rồi, thì hãy đổ thêm 250g bột mì số 13 vào. Tiếp theo là 8g men instant, 50g đường và một chút muối. Sau đó thì bạn đảo bột nhẹ bằng tay và làm một chỗ trũng ở giữa để đập một quả trứng vào đó nhé. Tiếp đó, bạn đổ 175g sữa tươi vào rồi bắt đầu trộn bột bằng tay. Dùng hai tay bóp nhẹ khối bột để đảm bảo khối bột không bị vỡ hay rời ra khi nhồi nhớ. Bạn nhào bột cho đến khi nào các hỗn hợp hòa quyện vào nhau và bột đóng thành một cục, thì bạn hãy cho 80g bơ vào. Để bơ ngấm đều và lúc nhào bột dễ dàng hơn, bạn nhớ cho bơ vào dần dần, vừa cho vừa nhào bột, chứ đừng cho cả 80g bơ cứng vào cùng lúc nhé, sẽ mỏi tay lắm đấy. Khi nhào bột, bạn hãy dùng cổ tay đẩy và kéo giãn khối bột về phía trước rồi gập lại. Bạn có thể phủ thêm một lớp mỏng bột áo lên mặt tấm lót để bột bớt dính vào khi nhào nhé. Sau 10 đến 15 phút thì khối bột sẽ đạt trạng thái dẻo, mặt bột mịn màng. Khi cầm khối bột, bạn sẽ có cảm giác mềm, dẻo dai, có thể kéo màng mỏng, tức là bột đã đạt yêu cầu rồi. Sau đó bạn dùng dao chuyên dụng tách đôi cục bột ra, chia cục bột thành những cục bột nhỏ hơn. Các bạn có thể chia tùy vào kích thước chiếc bánh mì các bạn muốn nhé. Chúng mình thì sẽ chia mỗi cục tầm 100g. Ten ten, chúng mình đã chia được thành 6 cục bột tròn béo đáng yêu rồi đây này. Giờ bạn nhào lần cuối, xoay tròn cục bột để miếng bột tròn đẹp hơn, rồi cho vào khuôn để nướng bánh nhá. Bạn hãy để nhiệt độ lò là 180 độ C, rồi nướng bánh trong khoảng 15 phút nha. Trong thời gian chờ bánh, chúng ta đến với công đoạn chuẩn bị kem phô mai thôi. Bạn hãy chuẩn bị một chiếc ao lớn. Đầu tiên, bạn đổ 400g kem cheese vào, sau đó là 70g whipping cream, 50g đường bột và 40g sữa. Tiếp đó, bạn dùng máy đánh trứng để đánh đều hỗn hợp. Bạn đánh đến khi nào thấy các thành phần đã quyện vào nhau, trông giống như trong hình là được rồi nè. Sau đó, bạn hãy chút toàn bộ hỗn hợp kem đã đánh và cho vào túi bắt kem, rồi để trong ngăn mát tủ lạnh tầm 30 phút nhé. Cho phần bơ tỏi, bạn cắt vỏ cho 70g tỏi rồi cho chúng vào máy để xay nhỏ ra. Sau đó tiếp tục lấy một chiếc bát lớn, cho 250g bơ lạt đã đun chảy, 100g sữa đặc, 40g mật ong, cộng với một quả trứng và một lòng trắng trứng nhé. Cuối cùng, bạn đổ số tỏi đã băm vào, cùng 10g lá parsley khô. Lấy dụng cụ đánh trứng bằng tay, bạn nhẹ nhàng khuấy đều hỗn hợp là ok rồi. Thank you.
Rất đơn giản phải không nào các bạn? Đã đến lúc bỏ bánh ra rồi này. Nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh béo tròn đáng yêu thật sự luôn ấy. Nhẹ nhàng đặt bánh lên thớt, bạn hãy cắt bánh thành 6 đường để lúc sau dễ dàng cho sốt vào mọi ngóc ngách của bánh nhé. Các bạn nhớ, cắt ở đây không phải cắt hẳn ra thành từng miếng đâu, chỉ là cắt tách ra để có thể mở ra như những cánh hoa thôi. Sau khi cắt hết những chiếc bánh đã nướng, bạn bắt đầu bóp phần kem đã chuẩn bị vào trong từng bánh nhé. Hãy bơm khéo kem vào từng kẽ hở của chiếc bánh mà bạn đã cắt, từ ngoài vào trong để kem không bị dính lem nhem. Nhớ không chừa một chỗ nào đấy. Sau khi đã cho kem vào rồi, thì cuối cùng chỉ cần cho phần sốt bơ tỏi thôi. Để cho bánh có thể ngấm đẫm nước sốt bơ tỏi, thì chúng mình nhúng thẳng bánh vào hỗn hợp bơ tỏi đã chuẩn bị lúc trước. Các bạn có thể dùng thìa để dưới lên bánh. Tuy nhiên, để đỡ phải rửa thêm một chiếc thìa và để bánh ngấm nhiều sốt hơn, thì các bạn cứ nhúng thẳng vào như chúng mình nhé. He he. Sau cùng thì các bạn lại bật lò nướng để ở nhiệt độ 185 độ C trong vòng 15 phút. Và sau 15 phút chờ đợi thì bánh đã xong rồi đây. Nhìn mà yummy yummy không các bạn ơi? Không chỉ ngon mà còn đẹp mắt nữa đúng không cả nhà? Vậy là chúng mình đã hoàn thành chiếc bánh mì bơ tỏi phô mai thơm ngon đúng điệu, chuẩn vị Hàn Quốc ngay tại nhà rồi. Chỉ mới nhìn những chiếc bánh mì còn nóng hổi với lớp kem hấp dẫn, hòa quyện cùng hương bơ tỏi thơm nức là đã khó lòng cưỡng lại rồi các bạn. Đúng như bạn mình từng nói, đồ ăn ngon thì calorie bằng không nha. Chúc các bạn thực hiện thành công để có món ngon mới lạ, chiêu đãi những người thân yêu cho họ lắc mắt luôn nhé. Đừng quên chia sẻ công thức hay ho này tới những người bên cạnh của mình nữa nha. Vì một tương lai yêu bếp nghiện nha nào. Hi hi. Và cuối cùng, đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube Mâm Nhà để đón xem thêm nhiều công thức hay ho vào mỗi tối nhé. Tạm biệt các bạn. Thank you.